chào các bạn. Bây giờ mình lại đi vào một cái vườn khác các bạn nhé. Đã có hai ba đi nắng trước. Mình phải đi vào một cái vườn khác để tiếp tục xem những cái cây đào ở đây, xem cành với nụ nó có có đúng thành có nụ đúng thời điểm Tết không các bạn nhé. Đây bây giờ mình phải đi xuống để hai ba đi nắng đi xuống. Đường đây người ta làm vẫn còn cái ngô các bác ạ, ngô đã bẻ hết nhưng mà vẫn còn cây này. Đây bác này đang xem, năm ngoái mình mua ở bên này các bác, năm ngoái mình mua ở bên này một cái cục, một cái lô là phần tầm 30-40 cành gì đó. Đây xem đi. Đây góc này chỗ này giờ chơi thì nó phải dưới mấy trái gì ta anh từ chi tôi nổi mấy trái nào đó nhà to đẹp rốt khi giờ cứ tiếc rồi giờ khai thì giờ nó thì rốt to mấy đứa trái nó mà là chết hàng lại cho nó cho tí hàng lại dưới nhà này lấy khối mạch bụi rồi chỉ tao mang cho mình cho tí chứ thằng chú ba hạt tại giờ này chế ra xong nó là giờ tại giờ mang dưới nhà nó chỉ ra một lần chỉ được một chỉ bùi giờ giờ xong nó giờ chỉ lo đi này à giờ chỉ bùi thôi nó à bài chỉ khoai mày giờ bắp bùi thôi nó ta bây lấy một bùi nó chỉ bài chỉ chặt thuốc bùi rồi chỉ thay chỉ bùi lại này khoai mày giờ này giờ nó chỉ bùi lại xong là chỉ nó về nó lồ lồ mà chỉ nói xong nó mà bao mà 100% là gì con chỉ nó trên đó điên rồi giờ tạ mà chỉ nó là một cái chân kia chân cái chưa ta nó đấy chỉ là tự chế không còn tự chế có gì là tự chế ô là cả chỉ là mà chỉ nó mà chỉ có trong trong tham ăn chỉ có mà là chỉ là cái chưa nhiều đây là cái cần gì à lấy cái nồi lo chế cho nó một lợp bùi chứ có hỏi chỉ lo có một lợp bùi nào ta là sao sao là quay tự chế chỉ là một cái gì rồi phải phải không? Bây giờ phải lấy cá chỉ nó chỉ nó nhiều lo gì nhưng một lần cũng có gì là một lần bùi nó. Cá cá lo hết bả, hay là cá cá lo hết bả, đặc sản nó được hết tàn đấy. Chỉ có ốc bùa hay có ít bùa, cứ hai ít bùa thôi. Chỉ có thì chỉ đang chỉ là cá lo từ những cái gì, giờ cá giờ tàn gì, chế nó chế cái là hai chỉ hai lo từ những cái cá khô. Năm ngoái mua nha các bác nhé.
Năm ngoái mua rồi nhưng mà không có nụ này. Năm nay mới chặt. Bây giờ có rất là nhiều nụ này. Năm nay kiểu gì cũng vừa đấy các bác. Đấy, cho các bác xem. Đấy. Đây cho các bác xem nhé. Đây là một cây gốc. Đây. Chị nó nhớ chị lo á. Nhớ chị trò lại á. Nó không xì mà. Có xì đúng trò. Chị thiếu chị lo. Nó không xì ra kìa. Chị xì ra kìa. Nó không xì ra kìa. Đấy, mấy anh em làm nghiên kéo xem chặt như thế nào các bác ạ. Chặt như thế nào có cái dáng đẹp nhất cho cái dưới trời đàn. Đây bây giờ mình lại đi xem tiếp mấy gốc ở trong này. Năm ngoái mình mua cả cái gốc này. Về như là không nhớ rõ nhưng mà 65 triệu hay sao ấy, là 70 triệu gì đó. Chả được có không nhớ là 40-50 cành rồi. Ôi, xem có quả bí đây này. Có quả bí không ai ăn này. Đấy, có rất nhiều bí đây. Đây, có quả bí đang treo lơ lửng này các bác. Xem nào. Người ta buộc dây các bác ạ. Đấy, buộc cái dây không buộc thì nó bị rơi rồi. Đây, nằm ngoài cái đội của mình là mua 6 người. Là tập trung mua cả cái lô này làm hết 65-70 triệu. Chị nó xem. Đây. Đây có quả bí trên đang treo lơ lửng này các bác. Có chứ mất chiều à? Đấy, mình đi ra ngoài kia. Anh mới cho tì. Ủa chiều anh chế gì xuống này. Chết luôn, chi chứ. Đây, cái vườn dưới này là cái vườn hôm nọ mình quay cho các bác xem nha. Quả bí đang đặt trên cái mái của cái trùng trâu. Đây cái vườn này hôm nọ mình quay cho các bác xem. Đây chỉ lo được một chế nào nào. Ô làng nhìn chưa cho nó cho trên nó chút thì cho. Đây lại chưa lại chui vào vườn xem các bác. Chỉ nó ó ó quá. Chỉ nó chật chẳng á, khích khen á.
我带到黑呢，我带我们厂来三亩了呢。木片不能弄毛，只片牛。啊，别说我们厂哦。那伊那，伊那伊要提多少？啊？那伊要提多少？哥。嗯。我们不开业。啊？我们不开业。哟。Đây, lại quay cảnh cái vườn này. Trước mình đã có một cái video cho các bạn xem nhé. Còn đấy về chưa có nút rồi, chưa biết. Bây giờ có khả năng là sẽ có nút, nhưng mà nút bé các bác ạ. Ôi, cho nó mà chạc, ra đọc tai. Mẹ. Chúng nó con rồi hả? Sao sáng mà nó thấy chuyển đầu tay nó quá hả? Chí mà, mưa rồng cái đi. Chắc chắn nó vui, cũng ok. Để nó chơi được chút bộ kì. Nó chơi thẳng bộ chơi. Thế nào giờ... Ở nơi tôi xảy ra lo có chế xảy ra là dùa mà. Chỉ là dù chế dù mà muốn đi. Đây. Mấy cây này các bác. Đây đầu tai các bác, nhưng mà nhìn nó cảnh nó dài quá. Nếu mà chặt đầu tai thì được khá là nhiều đấy. Chặt đầu tai lại bùi chế lo phải không? Chặt đầu tai lại bùi chế lo nè. Nó mới xuống hai giờ nó sang vô đầu tai, xuống một bùi chế ra. Cứ một nó được do tiền thôi mà mới chắc. Nó cứ bỏ ra 150 thì một xe đấy thì đấy nó phải 200. Cho nên là giống hả? 250 đến 300 thì 300 thì nó cứ là 1.150.000 rồi để lại 150 nó lên thì mới giả tiền nó lên giả xong không này. Nó không lấy thì mình bán đâu bán mất tiền công kệ mình nên nó mất tiền chán thôi. Thế thì cái gì đó là mình. Nước cái chảy nước khô rồi hả? Chỉ có một bàn gì nha. Ô khô lên ta. Ở trong này nó hơi bị dâm nên là không. Cảnh nó không được mở mấy các bác. Cảnh nó hơi bị dài nhưng mà nhìn cũng rất là sáng đẹp. Nhìn rất là sáng đẹp các bác nhá. Bạn nào muốn mua đào tai cái vườn này thì liên hệ với mình để mình đi gặp chủ xong là gác xem nó có bán cho không. Đấy, mình giao lưu các bác. Đấy, quay mình được cho các bác xem nhé. Có khá là nhiều gốc nhưng mà đào tai thì cũng được khá nhiều đấy. Góc này là góc to nhất này. Hôm nay năm ngoái người ta giảm 10 triệu các bác. Nhưng mà không bán. Không giả lại. Đây hiện tại là mình bắt đầu quay về các bác. Bắt đầu quay về xong là kết thúc cái video đây, mình bắt đầu đi xem cái vườn khác các bác nhé. Đấy, các bác chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ em để em tiếp tục có nhiều video về cái đào cho các bác xem nhé.